Chào mừng các bạn trở lại với channel. Năm 2014 có thể được coi là năm của tự sướng, của những chiếc máy điện thoại chuyên dùng để tự sướng, và HTC DJI 820 chính là một trong số đó. Với mức giá hợp lý và camera trước rất tốt, lên tới 8 megapixel. Và HTC Việt Nam đã chính thức mang mẫu máy này về thị trường trong nước với phiên bản 820 2 SIM. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở hộp mẫu máy tầm trung tự sướng rất tốt này của HTC. Về bản thân chiếc hộp, đậm chất HTC với bìa giấy màu trắng tinh khiết. Chúng ta có ở mặt sau một số thông tin nổi bật về máy. Máy sử dụng chip MediaTek 8 nhân, khác biệt một chút so với bản quốc tế chạy chip Snapdragon 615. Máy hỗ trợ 2 SIM hai sóng online, 16GB ở trong và có khe cắm thẻ nhớ. Màn hình 5,5 inch, độ phân giải 720p, pin 2600mAh và camera chính 13MP, camera phụ 8MP. Mở máy ra bằng cách nhấp nắp hộp lên và đây là chiếc DJI 820S của các bạn, được bọc khá là kín. HTC có đục lỗ cho cái camera lồi của máy. Về phụ kiện, chúng ta có sách dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, một củ sạc điện áp 1A, hơi bị thấp một chút, một sợi cáp USB. Bản Việt Nam có thêm tai nghe so với lại bản DJI 820 cho thị trường Trung Quốc đã giới thiệu đến với các bạn trước đó. DJI 820 thực sự là một chiếc máy lớn, tuy nhiên với những đường bo cong mềm mại, với vỏ nhựa polycarbonate mịn mịn, máy cầm rất là thoải mái và ôm tay. Cách phối màu của HTC trên DJI 820 cũng rất là sáng tạo. Ở cả hai bản màu xanh và màu da cam, phần lớn đều là màu trắng, nhưng có một đường viền màu da cam hoặc là màu xanh chạy suốt dọc viền máy, cho cảm giác máy mỏng hơn. Mặc dù thực sự thì máy cũng đã khá là mỏng rồi, 7,7mm. Hơn thế nữa, những chi tiết như cổng USB, camera hay là nút cứng đều được chạy một đường viền màu sắc như vậy. Kết quả là DJI 820S có một cái ngoại hình rất cá tính và trẻ trung. Hơi đáng tiếc là cụm camera của máy lại lồi lên một chút. Viền màn hình của em nó cũng thuộc dạng hơi quá khổ, cả viền hai bên và viền trên dưới, làm kích thước tổng thể của máy hơi to so với kích thước màn hình 5,5 inch. Phía trên và dưới màn hình là hai giải loa boom sao, là một hàng các lỗ to chứ không phải là một giải nhiều các lỗ li ti như ở trên One M7 hay là M8, chứ không được cao cấp bằng và âm lượng cũng không được to bằng. Camera trước của DJI 820S có độ phân giải lên tới 8 chấm. Như vậy là DJI 820S là chiếc máy có camera trước lớn thứ nhì trong các sản phẩm của HTC, đứng sau DJI Ice, và đã vượt qua những đối thủ khác như là Grand Prime hay là Lumia 730 về số chấm, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm tự sướng rất tốt với giá thành rẻ. Và như vậy là các bạn vừa được làm quen với smartphone tầm trung chuyên tự sướng của HTC DJI 820S. Có thể kết luận vài điểm về DJI 820S như sau: máy mỏng nhẹ, cầm thích tay, thiết kế sáng tạo, trẻ trung, camera trước nhiều chấm. Cuối cùng về giá cả, máy được phân phối chính hãng với giá 8 triệu đồng. Mời các bạn qua các cửa hàng của 7S để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.